so với con số mà thị trường được phát triển dự kiến của cộng đồng đơn vị nhân viên dự kiến. Bộ Tài chính nhận xét rằng các quan chức này sẽ rất hơn tham dự nhiều dự phóng của đội đào tạo ít nhất trong năm 2017. Đạt hơn 652 tỷ đồng, vượt chỉ tiêu 14,8%, đạt ngân sách hơn 2.051 tỷ đồng. Bên cạnh đó, công ty cũng đã hỗ trợ cho hoạt động xã hội từ thiện gần 5 tỷ đồng. Phát huy kết quả đạt được, năm 2020 triển lãm tôn vinh hàng Việt năm 2022 do Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Ủy ban Nhân dân quận Tân Bình và Trung tâm xúc tiến thương mại và đầu tư thành phố tổ chức. Công ty liên doanh bột quốc tế với thương hiệu bột trộn sẵn Michael Vinh Sương đã giới thiệu đến khách tham quan đa dạng các sản phẩm bột trộn sẵn tiện lợi dùng chế biến các loại bánh ngọt, bánh mặn, bột cảm thủy hải sản với công thức chế biến đơn giản giúp công việc làm bánh không mất nhiều thời gian. Đặc biệt, các sản phẩm bột trộn sẵn Michael Vinh Sương đều được cấp nhiều chứng nhận uy tín như ISO. PT Nhật Anh là đơn vị sản xuất và kinh doanh các sản phẩm cà phê sạch thơm ngon nguyên bản được chọn lọc kỹ từ khâu thu máy đến quy trình chế biến công phu, đảm bảo các sản phẩm luôn đồng nhất và giữ trọn hương vị trong từng loại hạt. Ngoài ra, các sản phẩm cà phê được đóng gói riêng biệt với đầy đủ thông tin về nguồn gốc, kỹ thuật chế biến, độ rang cho đến phương pháp pha chế. Viện Kinh tế và Quản lý Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp công ty Bảo Ngọc Sài Gòn tổ chức chương trình giao thương Việt Nam và quốc tế, thu hút đông đảo doanh nhân doanh nghiệp trên cả nước về tham gia quảng bá, giới thiệu các sản phẩm. Tại chương trình, doanh nhân Nguyễn Dung, đại diện thẩm mỹ viện Nguyễn Dung đã vinh dự nhận giải thưởng thương hiệu uy tín 2022. Thẩm mỹ viện Nguyễn Dung tọa lạc tại địa chỉ 46 đường 32 là địa chỉ quen thuộc đối với tất cả các chị em về các dịch vụ làm đẹp. Hệ thống siêu thị sức khỏe và sắc đẹp Minh Châu vừa khai trương tại xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là chuỗi hệ thống nhượng quyền bán lẻ của công ty cổ phần dược phẩm Trần Gia và Kim Ngân, cung cấp đa dạng các sản phẩm chăm sóc sức khỏe làm đẹp đến với người dân. Chỉ trong thời gian 4 tháng, công ty đã chuyển nhượng được 16 cửa hàng. Chúng tôi đã thấy nhiều sản phẩm chăm sóc sức khỏe cho người dân. Đặc biệt, sau được sản phẩm của Raoul, sang thay, cách biệt hay là chiếc cốt tràn ra là quán để giữ sức khỏe trực tiếp. Chỉ những ba mặt hè khi bằng nhiều cái trong nhà như là cô đại diện của bạn này đây là lần thứ hai liên tiếp giúp bạn của bạn vượt qua khi đó tại lần trận cuối cùng của bạn thấy là cô đã giành một điểm trong chiến dịch thứ bảy cô nói có lẽ là đoàn kết cao tuổi đã rất hồi hộp vì đã thi đấu và phải thắng với bạn những thành tích vượt qua thì bạn sẽ thắng tất cả các thứ cùng những công việc của bạn rồi đã là được thắng hàng đầu khi bạn chưa đạt được qua. Tôi cho nó được gì, thì đã bỏ lỡ mọi thứ, thì đã không đưa được một trẻ nào. Ở vòng 18, thầy trò huấn luyện viên Lasso Radic sẽ gặp đội đồng bạn em và đồng bạn. Thông tin vừa rồi cũng đã kết lại bản tin buổi trưa của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Xin phải cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào tạm biệt. Sau khi xuất hiện mây đĩa bay tại núi Bà Đen, bệnh viện Đa khoa Quảng Ninh cứu sống nam thanh niên nhảy cầu ở độ cao 50m. Tổ công tác huyện Cao Lộc ra đầu thú khi có hành vi buôn lậu gần 500 chiếc điện thoại trị giá hơn 5 tỷ. Tại xã Thạnh Phong, huyện Thạnh Phú, Bến Tre, mưa lũ đã hóng khoảng 40.000 tổ bộ số diện tích miên hấu bị thiệt hại và mức độ thiệt hại để có hướng giải quyết. Hôm qua tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh, nhờ tiếp nhận quy trình báo động đỏ, các bác sĩ của bệnh viện đã vừa cứu sống được một nam thanh niên bị sốc chấn thương vỡ nội tạng rất nguy kịch và nội tổ. Bệnh nhân nhảy cầu từ độ cao 50m được người dân cứu vớt nhưng nhập viện trong tình trạng sốc nặng, đa chấn thương phức tạp, các tạng trong ổ bụng dập nát.
gan vỡ độ 2-3. Sau khi sơ cứu chống sốc, bệnh nhân được đặt đường truyền, đưa đi chụp các lớp toàn thân và chuyển thẳng phòng mổ. Kiếp mổ của bệnh viện gồm nhiều bác sĩ ở các chuyên khoa khác nhau được huy động để vừa hồi sức.